Máy hút ẩm Saab 26 lít điện 220, hàng là siêu tuyển luôn mọi người này. Ok, chào mọi người nhé. Thì hôm qua mình có về cái lô hút ẩm Saab 26 lít điện 220 thì có rất là nhiều bác có hỏi là bảo là thế bây giờ quay một con là chi tiết xem hình thức nó như thế nào, máy móc ra sao, tính năng thế nào thì quay lại cho mình. Thì đây hôm nay em lên video giới thiệu lại cho mọi người nhá. Đấy, trước mắt các bác đây là con máy này, em đang chạy test để chuyển cho khách ở Hưng Yên bây giờ mọi người nhá. Đây, thùng xốp em đang mang ra chuẩn bị đóng Hưng Yên. Đấy thì tất cả con máy ở lô vừa rồi của em nó cực kỳ tuyển luôn mọi người nhá, dàn cực kỳ nét, con nào cũng như dàn hôm qua em quay một con đấy ạ. Đây ạ, thì hình thức là em đang quay thực tế 100% mọi người nhá. Chạy lốc liếc siêu êm luôn, con này chạy cực kỳ êm, em nói thật luôn là em này con tự tin đánh bại độ ồn của đội êm so với con chân voi. Đấy, các bác có thể mang con chân voi qua đây để bên em anh em so sánh. Ok, thì về tính năng thì em giới thiệu rất đơn giản nha, con này có hiển thị độ ẩm này, HI đang độ ẩm cao mọi người này. Đây là hút tự động mọi người này, hút liên tục này. Liên tục thì có chậm, trung bình, nhanh mọi người này. Đấy, sấy quần áo thì có sấy chậm và sấy nhanh. Nó cực kỳ đơn giản mọi người nhá. Ion khử mùi này, đảo cánh gió này. Đảo cánh gió này, có hẹn giờ là 9 tiếng mọi người nhá. 9 tiếng. Đấy. 9 tiếng, đảo cánh gió này thì quan trọng lắm. Được đấy. Cực kỳ đơn giản mọi người nhá. Bình nước to, bình nước con này là 5 lít rưỡi. Bình nước này 5 lít rưỡi mọi người. Đấy, chạy tí nước đổ đầy mọi người. Đấy, kinh khủng. Đấy, chạy nhanh, chạy khỏe. Đấy, hình thức thì em đang quay thực tế nhá. Đây là mặt trước này, đây là mặt sau mọi người nhá. Mặt sau. Em quay lại cái thông số cho mọi người này. Đấy, con này là DVKR26A 268A nhé. Con này công suất tiêu thụ điện nó có 360W thôi, tiết kiệm hơn rất nhiều. Con này nặng hơn cả chân voi, con này nặng 16 cân, chân voi nặng có 15 cân thôi mọi người nhé. Đấy, con này là 26 lít trên ngày. Đấy, made in Japan tất nhiên rồi. Con này là lốc Mitsushita, vỏ quạt là cũng là quạt Nhật made in Japan và tất cả là lốc quạt made in Japan hết mọi người nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì con này liên hệ bên em, hiện tại bên em đã bán được 5 con, em bóc con nào bán con đấy mọi người nhé. Đây, em cứ bóc con nào lại bán con đấy. Đây, tất cả là rồng đồng như nhau hết, em lựa từng con một, nên các bác nào có nhu cầu liên hệ bên em. Chỉ còn 5 con thôi, 5 con đã lên đường rồi, cảm ơn mọi người.